Với gần 1 triệu lượt xem sau vài tháng lên sóng, cặp đôi đàm Mỹ gồm Nguyễn Trọng Hữu sinh năm 1989, người thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang là giáo viên Anh văn, và Nguyễn Văn Hiệp sinh năm 1988, Gia Lai, hiện đang làm kiến trúc, thiết kế công trình cho một công ty xây dựng, với những chia sẻ vô cùng chân thật về cuộc sống, tình cảm. Và sau 6 năm, cặp đôi chính thức hẹn hò cùng góp gạo thổi cơm chung. Liệu cặp đôi này còn những bí mật gì chưa thổ lộ và cuộc sống đời thực, công việc và gia đình họ ra sao? Mời quý khán giả theo dõi. Yêu nhau bao nhiêu năm rồi? Giờ năm nay năm thứ 6 chị. Trời, ông này là dạng chúng tình nè. Ngày xưa người yêu đầu đời của chị 3 tháng là hết rồi. Chị chị bảo là chị nặng tình lắm mà. Nặng tình nhưng lúc đó cái tình yêu đó người ta không thương chị. À vâng, em hiểu. Chứ mà chị bảo người ta. Cơ duyên nào đem Văn Hiệp đến với Hữu? Có một lần là em đi chơi với bạn ở ngoài công viên á. Lúc mà em về thì Hữu có thấy em, thì mới giống như là Hữu hình như có kết bạn ở đâu trên mạng xã hội rồi. Thì lúc đó Hữu mới hỏi phải em không. Nói chuyện vài hôm thì thấy hai đứa có vẻ hợp nhau. Nói chuyện với nhau thấy ngày nào không nói chuyện thì thiếu. Thế nhớ. Dạ đúng rồi. Mặc đồ giống kìa. Bây giờ người ta là một cặp rồi, đương nhiên chị. Thuê hết cả cái căn này luôn à? Hiện tại là cái căn này tụi mình thuê hết nguyên căn này luôn. Chào Tuân, đây là cái phòng, hiện tại này cũng là cái phòng học của bên mình luôn. À, thế khi mà mình quyết định ra ở riêng như vậy đó, thì phản ứng của gia đình mình như thế nào? Thì mới đầu thì mẹ cũng không có muốn, gia đình cũng không có thích là hai đứa dọn ra ở riêng, tại vì nhỏ lớn là giống như tâm lý cha mẹ là không có thích mà con cái ở xa nhà, với lại Hữu là con cả trong nhà nữa, cho nên nếu mà đi rồi thì nhà cũng không ai lo. Mà lúc mà nói với mẹ là tụi con muốn ra ngoài để mà thử sức, vậy muốn kiếm tiền nhiều hơn nữa để có gì còn lo cho gia đình, cho nên là mẹ đồng ý mà cho đi. Còn Hiệp thì sao? Hiệp thì xa gia đình từ nhỏ rồi nên là không có ba mẹ thì không quan trọng lắm cái vấn đề mà Hiệp xa nhà hay không, cũng ba mẹ cũng quen rồi. Vậy mình tách biệt khỏi gia đình của mình là bao lâu rồi? Nay là được khoảng hơn 4 tháng rồi. Hơn 4 tháng mọi việc suôn sẻ hết không? Mới đầu thì cũng không suôn sẻ lắm nhưng mà từ dần dần nó cũng quen. Cái công việc giảng dạy của mình ở đây là chỉ có một mình dạy ở đây hả? Không, ngoài Hữu ra còn có những giáo viên khác nữa. Rồi mình thuê cái nhà này mình ăn ngủ, ăn ở, sinh hoạt ở đây luôn hay là? Toàn bộ phòng thì đều là tụi mình đều tận dụng để giảng dạy hết. Thì sau khi mà giáo viên dạy xong á thì tụi mình sẽ sắp xếp lại mà để nghỉ ngơi ở đây luôn. Rồi giường thì tụi mình tủ sẽ trải ra. Cất vào trong buổi tối khi ra. Ôi đúng rồi. Rồi có thấy bất tiện lắm không? Có thấy cuộc sống như thế bất tiện? Nói chung thì nếu như mình thuê ở đây thì mình ở đây thì còn nó thuận lợi hơn, xong nếu mình quay về nhà. Về nhà mà chạy lên chạy xuống thì nó rất là xa, tại vì nhà Hữu tận tới Bình Chánh lận, mà lên cái khu vực trung tâm thì nó cũng hơi xa. Thế ngoài cái chỗ giảng dạy và sinh hoạt ra thì hai bạn có muốn chia sẻ cho Tuân và mọi người biết những cái góc sinh hoạt khác của mình? Cái chỗ nuôi chó. Có một chỗ nuôi chó ở phía sau nhà thì Hữu có nuôi hai con chó với lại nuôi mèo nữa. Vậy Hữu có thể dẫn mọi người đi ra sau đây không? Ủa Hiệp ơi, lần trước khi mình quay không out đó, Hiệp có bảo là mình làm công tác ở một cái đơn vị khác, làm về kỹ sư xây dựng đúng không? Hiện tại ngoài thời gian làm ở đây thì mình còn đi làm ở trên chỗ một cái công ty xây dựng nữa. Mình làm thiết kế ở trển á. Ủa rồi mình sắp xếp thời gian như thế nào? Thì ban ngày thì buổi sáng mình làm, tới chiều về thì tối công việc mình làm ở đây. Ủa rồi nếu mà làm cả ngày vậy thời gian đâu dành cho kiểu hâm nóng tình cảm, đi chơi hay là sinh hoạt riêng của hai bạn? Thì lúc lên đây thì tụi mình không có đi chơi chung được, cho nên là ráng cố gắng một thời gian, công việc nó ổn định rồi tính sao. Bạn ơi ra đây con, bạn ơi. Ủa hai con này mình nuôi bao lâu vậy? Này mình nuôi từ lúc mới quen á, con màu trắng là anh Hiệp tặng mình. Con ngồi đây mình mua sẵn. Của Hiệp mình có hay về thăm bố mẹ của Hữu hay bố mẹ của Hiệp không? Tuần nào thì mình cũng về dưới chơi á. Còn ba mẹ Hiệp thì ở ngoài quê nên giờ cứ tới Tết thì tụi mình mới đi về quê thăm ba mẹ được. Của Hữu ơi, hơi mập. Bây giờ Tuân với cả khán giả muốn về thăm bố mẹ của Hữu được. Được chứ? Được đúng không? Không có chuyện gì bác. Ở thế mình... chắc là mẹ thì không có gì. Ở thế mình đi với nhau. Rồi, chào con đây. Rồi, đi nào.
từ bao giờ hai em công khai với gia đình? Dạ, Tết, từ Tết của năm 2 năm trước đó, anh có dẫn người yêu em về quê ăn Tết luôn. Thì lúc đó chưa có nhận là người yêu, cũng chỉ là bạn thôi. Vô giữa năm thì đi du lịch chung với ba má em luôn. Thì tự nhiên cũng chưa công khai luôn chị. Tiện ba má hỏi, ủa sao mua áo cặp mà không mặc? Tiện hỏi vậy luôn. Ba mẹ là coi như là bắt cầu đó. Bắt cầu á. Có khi là phải trước mặt phải xưng mày tao rồi, họ không được thể hiện mà tình cảm. Mà nó nghe tụi em kia. Giấu chị thấy giống cười với tụi em. Chụp hình tụi em tung trên mạng cả thế giới ai em biết. Chặn, tại vì em chặn Facebook chặn của ba mẹ hết luôn. Người ta biết người ta nói là làm sao. Dạ. Như vậy là công khai rồi, có gì đâu giấu gì đâu nhớ. Dạ vừa giấu để gia đình moi ra chị ơi. Gia đình Hồng Anh có biết hai người quen nhau không? Hiện đến bây giờ thì hoàn toàn không biết. Có dự định là cho gia đình biết không? Em phải đợi đến khi nào mà em có sự nghiệp riêng và cuộc sống. Nhưng mà hôm nay là xong chương trình này là gia đình biết hết đó nha. Mấy người mâu thuẫn quá à. Em đã được nói. Nếu mà giấu thì sao xách người yêu lên đây làm mà gì sao mà còn hôn nhau. Hôn nhau. Mà nói là chưa công khai. Mà tự nguyện hôn nhau không ai nói gì. Gia đình của Hồng Anh, của người yêu em nghĩ là biết rồi nhưng mà kiểu không chấp nhận á chị. Lâu lâu vẫn trọt vô cứ khi nào mày lấy vợ lấy về đẻ con cho. Nói con không lấy vợ con lấy chồng. Nhưng mà chị nghĩ là giới tính nào đi nữa, quan trọng mình sống tốt, mình làm việc tốt, mình làm con người tốt thì điều đó mới có ý nghĩa. Nếu như vô tình gia đình em có xem được cái chương trình này thì gia đình em sẽ thương em nhiều hơn. Vì em cũng không muốn em như vậy. Nhưng mà chị coi không ao thì chị cũng có biết câu chuyện tình yêu của hai em sơ sơ rồi, là gặp nhau trên Đà Lạt xong rồi tia nhau. Rồi nói chung là cái đó thì cũng truyền thống. Yeah. Chị thắc mắc là sau bao lâu thì nắm tay, sau bao lâu thì hôn nhau? Thật sự là không nhớ nổi luôn đó chị. Nó lâu hay là nó nhanh? Nó lâu, với lại những cái đó nó xảy ra kiểu như rất là tự nhiên á. Nhưng mà lâu không? Tôi muốn biết vậy thôi, cần bao nhiêu thời gian thôi? Mấy tháng á. Ôi trời. Tụi này về nhắn tin cho em là em đâu có trả lời đâu. Ôi sao vậy? Không phải gu của em. À vậy hả? Chứ giờ gu của em là sao? Gu của em là những người kiểu như lớn hơn em nhiều tuổi á. À, nghĩa là mình thích cái ngoại hình nữa. Dạ. Rồi tại sao sau đó em trả lời? Nhắn nhiều. Nhắn mỗi ngày luôn chị. Thời gian đầu giống như là mình giống như là làm quen làm bạn thôi. Tại vì lúc đó thời gian này em mới vào Sài Gòn em ở, chưa có nhiều bạn cho nên em bắt đầu em làm quen, nhắn tin, rủ đi chơi này nọ mà. Sau bao lâu thì bạn trả lời là em? Ngày nay em cũng trả lời hết. Mà kiểu giống như là em nhắn nhưng mà chiều hôm nay thì phải kéo chiều ngày mai hoặc là tối ngày mai mới trả lời. Làm giá. Mà trả lời có thông tin mà chị. Tới lúc nào là bắt đầu có cảm xúc? Tại em thấy nhìn cũng hiền á. Với lại dễ thương, mà lúc em cũng trả quen nay mấy năm rồi cho nên tôi này rủ đi xem phim thì xong rồi bắt đầu đi xem phim. Đó là bắt đầu có cảm xúc. Dạ, xong rồi về là đi chơi nhiều hơn. Quan trọng là cái phim em chọn. Phim gì? Không nhớ được là phim gì. Không nhớ phim gì luôn, hai người vô coi phim không hề coi phim luôn mà. Nhưng mà sau mấy tháng sau thì mới chính thức là hồng. Đi Đà Lạt cùng nhau nữa chị. À quay trở lại. Dạ. Chị thấy em nuôi 4 con mèo. Ai chăm mèo? Em chị. Tại vì mèo của em mà. À 4 con của em hết. Cái này chỉ cho anh thôi. Hốt này kia thì em hết. Cái hốt đó mới là cái đẹp nhất. Đúng rồi. Lúc trước thì em cực kỳ ghét mèo luôn, em không thích mèo. À. Em thích chó thôi. Về sau giống như là mình nuôi mèo nhiều nhưng mà kiểu giống như mình tiếp xúc với mèo nhiều, mình thấy thích mèo hơn. Kiểu giống như mèo thì nó đi vệ sinh đúng chỗ hơn. Nó đúng. Nhiều con nó cũng phải ngoan, chính nó ngoan như chó vậy chị. Còn em thì có thích chó không? Dạ có, em thích động vật mà. Như vậy thì cuộc sống của các em sau khi lên chương trình Come Out xong thì nó có cái gì thay đổi không? Thay đổi nhiều lắm chị. Sao? Mọi người tìm tới nhiều hơn á, mọi người yêu quý nhiều hơn, rồi có rất nhiều bạn suốt ngày gửi quà tới, bánh kẹo. Rồi kiểu như thấy em đăng lên là lỡ miệng hay gì cũng là làm xong từ dưới quê xong mang lên đây. Mà không phải những bạn nhỏ anh chị, cô lớn mà chị lớn nữa. Mày xăm, mày xăm đó chị. Mà làm thành cái xương xáo rồi cái mang lên. Như là những cái quà quê. Dạ đúng rồi chị. Rất là quý. Đồ cóc này kia, trời mấy đó quý lắm luôn á chị. Bên cạnh đó thì có cái gì tiêu cực không? Dạ có. Khi mà em đọc mấy cái comment Kitchen Karma thì mấy bạn nói là cái cặp này nhìn chắc quen chơi, quen cho vui, quen không có bền bằng cặp kia, rồi nhìn không có so chắc sánh. Chắn bằng cặp kia, so sánh nhiều với nhiều cặp kia chị. Nhìn hai đứa nó nhỏ quá, không có chững chạc gì. Cái quan trọng là cái khoảng thời gian ở bên nhau bây giờ được bao nhiêu lâu rồi? Cũng gần được 4 năm chị. 4 năm. Các em đọc comment thì cảm xúc của Sơn là buồn. Dạ. Còn của Tony thấy sao? Em thì thường là em bận, em không có nhiều thời gian để đọc. Em quan tâm nhiều hơn.
Vậy lúc mà Sơn đọc Sơn buồn có tâm sự lại với em không? Có, lúc đầu thì em cảm thấy hơi buồn với lại. Nhưng mà về dần về sau thì mình lại không có quan tâm nhiều nữa. Các em có cái dự tính gì chưa trong tương lai là? Trong tương lai thì em kiểu như qua chỗ công ty của tụi này bên Úc á chị. Là em đi cùng qua bên đó sẽ gặp ba nuôi tụi này kia á chị. Em có tính làm việc giống tụi này không hay là qua để nhìn ngó cuộc sống thôi? Em chỉ qua để tham quan với lại biết thêm thôi là chị. Cuộc sống của cặp đôi Công Tôn Nghĩa và Kiều Minh Đức. Họ đã xuất hiện trong chương trình Come Out và nhận được rất nhiều bình luận tiêu cực của khán giả về mối quan hệ này. Ai là Công, ai là Thụ? Nghĩa là Công, em là trai thẳng chị. Nghĩa là Công. Bạn này trai. Dạ, tại vì Nghĩa của MCBD. Hãy cùng MC khám phá xem họ đã vượt qua những định kiến đó như thế nào và cuộc sống hiện tại của họ ra sao nha. Hôm nay chương trình Real Life đến đây để thăm nhà của hai bạn và để xem cuộc sống của hai bạn thay đổi như thế nào sau chương trình Come Out. Tạm thời thì thấy ngoại hình thay đổi nhiều quá, trông xinh hơn phải không? Cảm ơn anh. Rồi cuộc sống của mình thay đổi nhiều không? Thực sự thì cũng có thay đổi chút. Sau quay chương trình Come Out á thì nhiều người yêu quý hơn. Dạ, nó tiến triển hơn. Còn với Nghĩa? Với em á hả? Thì nói chung cũng được nhiều bạn biết đến hơn nè. Cũng công việc cũng tốt hơn. Có nhiều anh chị ở xa họ rất là yêu quý mình. Yêu quý theo kiểu nào ấy? Yêu quý theo cái kiểu rất là tích cực. Họ ủng hộ mình. Rồi họ đồng cảm với mình. Có những anh chị, có cái chị đó là bác sĩ nữa. Chị là bác sĩ ở ngoài Đà Nẵng, chị rất là mến tụi em. Khi mà tụi em về ở chung, chị cũng chỉ hỗ trợ này, hỗ trợ kia, rất là nhiều thứ cho tụi em. Có ai thấy bọn mình dễ thương quá xong rồi tán luôn không? Kiểu như là biết là couple rồi nhưng mà vẫn tán. Bao la bát nhát luôn. Ý là kiểu này biết rồi nhưng mà vẫn kiểu tán. Thả thính đúng không? Đặc biệt là sau vụ mà Đức nói Đức chạy thẳng đó. Cho chị hỏi cho thắc mắc nha. Ai là Công, ai là Thụ? Nghĩa là Công, em là trai thẳng chị. Nghĩa là Công. Bạn này trai. Dạ, tại vì Nghĩa của em chơi BD. Đó, nói vậy là hiểu rồi. Cái này gọi là dòng đời xô đẩy xong rồi, em đưa cho người ta đẩy. Bánh bèo các bạn cũng nhiều đó. Dạ. Rồi, có mấy bạn tin thiệt cũng nhắn tin cho Đức rồi comment những cái mà tiêu cực á cũng nhiều. Cái khoảng thời gian đó em cũng động viên Đức, cũng nói là bình thường đi rồi không có gì đâu, tại vì cái đó người ta không hiểu. Cái đó thì nhiều người giống như anh chị á, chị Chi với anh thì lúc mà em nói thì mọi người sẽ biết em nói giỡn. Tại vì đơn giản thôi, vừa em nói 1-1 thì là quá bình thường, thì em sẽ nói 1-2 kiểu như vậy. Thì nhiều bạn không có biết á thì em cũng không hiểu là cái câu nói của em mà khiến mọi người ném đá nhiều như vậy. Rất 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 nhiều người chửi bóng giả trai hay bò rồi hả tùm lum hết, nói chung là rất nhiều. Đâm ra là em cảm thấy là hơi bị stress, nhưng mà sau khoảng thời gian thì cũng hiểu cái kiểu như vậy, mình phải như vậy á. Đâm ra là em cũng rồi sau chương trình Come Out là hai bạn quyết định về ở cùng với nhau. Dạ vâng, sau Come Out thì tụi em chuyển ra riêng, tại vì công việc tụi em cũng nó nhiều hơn á, đâm ra là không thể nào mà chạy về nhà được. Đâm ra là tìm một cái chỗ nó, tại vì Đức ở Bình Dương á, ví dụ sô cô dâu 3 sáng là 1 giờ mấy là đã phải dậy ở dưới rồi, rồi lại chạy lên đúng cái chỗ đó, rồi xô xong là bắt đầu cả 7 giờ mấy sáng chạy từ ví dụ như quận 7 đi chạy về, nên em mới nói là thôi lên đi ở đi rồi có gì mình tính tiếp. Rồi hai bạn ở chung được bao lâu rồi ta? Cũng gần 1 năm. Gần 1 năm.